Minh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Asian World Media và xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Kim Tiền Sát Phạt của chúng tôi. Hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2018, Trish Thùy Linh rất hân hạnh được trở lại với chương trình để đem lại cho quý khán thính giả những công thức và khái niệm mua bán, trao đổi trên thị trường chứng khoán và bất động sản với mục tiêu làm ra thật nhiều lời. Cùng với Thùy Linh trong chương trình ngày hôm nay là anh Nguyễn Thanh Vũ, giám đốc điều hành công ty NTV Financial Group. Anh là một investment banker, một underwriter có đường dài kinh nghiệm sát phạt trên thị trường chứng khoán trong hai thập niên qua với Goldman Sachs. Dạ, xin chào anh Vũ. Chào Trish, xin lỗi. Kính thưa quý vị, cũng đã một tuần rồi chúng tôi cũng không có làm show. Nhưng mà ngày hôm nay đã trở lại với quý vị, mặc dù có holiday cho nên chúng tôi làm show hơi trễ một ngày. Mặc dù điều đó cũng có quan trọng gì quá. Rất là vui khi trở lại, mỗi một lần lên show là chúng ta có đề tài mới và topic mới cho quý vị. Nếu quý vị nào có câu hỏi gì, muốn thắc mắc bất cứ cái gì, có thể gọi về cho Trish Thùy Linh hay là email về cho toàn đài và đài sẽ forward cho Trish. Trish sẽ ghi nhận cái câu hỏi đó và chúng tôi sẽ trả lời cho show kỳ tới, thưa quý vị. Dạ, đúng rồi. Và như quý vị cũng, nếu mà ai mà theo dõi trong thị trường thì biết là tuần rồi là thị trường rất là nóng bỏng và rất là hồi hộp. Cho nên bữa nay Thùy Linh mặc áo màu đỏ tại vì thị trường có rớt đúng không anh? Vậy thì ở đây thì Thùy Linh và anh Vũ không có nói tới chính trị, nhưng mà chính trị thường đi đôi với lại kinh tế. Những gì xảy ra trong chính trị thì thường ảnh hưởng tới nền kinh tế của chúng ta. Cho nên trong tuần vừa rồi thì có những thay đổi trong chính trị ở bên nước Ý. Nước Ý nha quý vị, mà còn ảnh hưởng tới nước Mỹ. Vậy thì nó cũng ảnh hưởng chung tới thị trường trên toàn thế giới nói chung và cũng trên nước Mỹ nói riêng. Vậy thì Dow Jones đã rớt gần 500 điểm. Vậy theo cái nhìn của anh thì nó sẽ như thế nào thưa anh? Kính thưa quý vị và những người đã theo dõi chương trình chúng tôi, thật sự ra đây là một cái phản ứng bình thường của thế giới này. Cái thế này là thế giới nó bị hồn vía, nó dễ bị lên mây lắm quý vị. Bất cứ cái gì có thể làm cho thị trường nó lên hoặc là xuống một cách bất chợt. Mà cái bất chợt đó không bao giờ có thể xác nhận được cái con đường dài của quý vị. Tại sao? Rất là đơn giản đó thưa quý vị. Nhiều khi no news mới là bad news. Cho nên nhớ quý vị, trong thị trường chứng khoán no news mới là bad news, chứ còn mà có news là good news. Lúc nào news tốt cũng vẫn là good news và bad cũng vẫn là good news. As long nó có news cho quý vị, đó là good news. Cho nên quý vị nhớ điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta có bad news in general. Có nhiều người nghĩ rằng đó là bad news, đó là bên nó tóm lại một điều là nó là khủng hoảng về đồng euro ở bên thị trường bên đó. Ý thì hiện nay bây giờ quý vị biết là đang nợ là hàng thứ nhì ở bên khối Âu Châu, hạng nhất là Hy Lạp, nhì là Ý rồi. Cho nên hai cái quốc gia này sắp phá sản toàn bộ rồi. Mặc dù Ý là làm xe Ferrari, nhưng mà quý vị biết cái xe Ferrari đó bán chỉ vì 250.000, mà nó build ra cái xe đó nó cost gần 400.000, cho nên nó phải bắt buộc phải chịu thôi. Đó là cái vấn đề mà của thế giới của bên Ý ngày hôm nay. Và vì như vậy tất cả mọi người sợ rằng nó sẽ expose cái debt level đó và sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế cả thế giới và sẽ chấn động luôn cả Wall Street. Thì điều đó nó làm ngay lập tức thì những cái người mà họ yếu bóng vía thì họ bán tháo ra. Thì theo tôi nghĩ rằng đó, bán tháo ra 500 điểm thì cũng rất là nhỏ thôi, nhưng mà cuối ngày thì cũng rebound lại khoảng cỡ 100 mấy, trên close cũng trên chỉ còn 300 mấy điểm trừ thôi. Và cái này cũng là một cái let down, hay là nó là một cái tụt dốc xuống để mà chuẩn bị để mà take off to the next level. Lý do đơn giản thôi thưa quý vị. Đồng đô la của Mỹ vẫn là number one trên thế giới. Bất cứ ảnh hưởng gì giữa đồng euro, đồng yen hay là bất cứ cái gì đi chăng nữa, người ta sẽ lấy tiền ở đó và người ta đẩy vào nước Mỹ này. Cho nên đó là cái điều lợi của Hoa Kỳ, chứ không phải là cái thua lỗ. Chứ phải nhìn vào cái cạnh nào. Cái khía cạnh của Âu Châu nó là lỗ, khía cạnh của Hoa Kỳ nó là lời. Tại sao? Tại vì bây giờ đồng đô la mới còn giá trị hơn nữa. Quý vị sẽ thấy đồng đô la sẽ tăng vụt trên thị trường quốc tế trong vòng khoảng cỡ một tuần, hai tuần nữa thôi. Nó sẽ đi ào ạt cho quý vị coi. Lý do đơn giản là người ta sẽ bán bỏ đồng euro, người ta sẽ không đụng tới nó nữa. Và người ta sẽ bay lấy hết tiền, người ta đẩy vô trong tiền Mỹ, đồng đô la. Và khi mà làm điều đó thì cái đầu tiên họ, và cái thứ hai sẽ làm họ đẩy hết vào cái thị trường chứng khoán của Mỹ. Cái sức của bên Wall Street bây giờ mà được đẩy một là sẽ break out lên tới 26.000 easy, thưa quý vị. Đây đến 26.000 chỉ cần đi dài ngày thôi cũng tới rồi. Tôi nhớ câu chuyện của Lý Bạch. Quý vị nhớ ngày xưa Lý Bạch là một trong bốn nhà thơ lớn nhất của thời nhà Đường, của bên bên Trung Hoa đó. Và thời đó Lý Bạch có một con ngựa rất là đẹp,
rất là đẹp. Mà con ngựa này Lý Bạch đi đâu cũng là ai cũng khen con ngựa rất là đẹp, và Lý Bạch cỡ rất là oai phong. Thì có ông phú hộ đó, ông nhìn vô nói thôi bây giờ bán tôi con ngựa này đi, tôi bán tôi với con ngựa này, ngựa lucky đem về là sẽ vui rồi. Thì bán cho ông phú hộ, ông mua đem về cho con ông cởi. Con leo lên cởi được 2 ngày nó té gãy cổ chết. Thì ông nói rằng đây là niềm xui rồi. Thì ông mới bán cho cái thằng nghèo làng xóm, thì thằng nghèo làng xóm mới xui xui hơn, sao nó mua, nó cho lấy con ngựa nó vô, xong cái nó leo lên nó cởi một vòng, người ta tưởng nó là Lý Bạch, xong người ta lợi người ta làm ăn với nó, nó trở thành giàu có. Thì bây giờ nó hên, thì ai cũng chạy theo con ngựa đó. Bởi vì con ngựa đó nó cũng là con ngựa thôi, nhưng mà nó đi ba cái chặng đường khác nhau, và nó thay đổi bao nhiêu cái cuộc đời của ba bốn người khác nhau. Quý vị thấy không? Cũng là con ngựa. Thì cái thay đổi đó là cái gì? Tại vì cái phản ứng của người xung quanh để mà tạo ra cái phản ứng chung để làm giàu hay là nghèo, là cái người xung quanh đó làm cho cái người đó giàu hay là nghèo, chứ không phải là cái người giàu hay là nghèo đó tự họ có cái sức đó. Cho nên điều đó cũng quan trọng, cũng Wall Street ngày hôm nay cũng vậy quý vị. Tất cả những hệ thống đồng euro nó rớt, nó sẽ tạo cái sức mạnh cho Wall Street đi lên, đơn giản vậy thôi. Wall Street cũng nằm đó, fundamental earning đã xong rồi, tất cả đều tốt hết. Những công ty đã made earning và tôi nghĩ rằng next quarter even better earning than the previous quarter. Tại sao? Đơn giản thôi, vì correction đã xong rồi, estimate nó đã lower, cho nên mình sẽ beat tất cả, hầu như là sẽ có thể nó đến là 80% sẽ beat estimate next quarter. Đó là cái điều quan trọng của chúng ta. Cho nên quý vị không lo, khi mà thấy một cái tin tức xấu như vậy mà nó ra đó, mà nó dip thị trường xuống như vậy đó, là time to buy. Đó là cái cơ hội mình nhảy vô chụp liền. Tại vì quý vị không chụp nó, ngày mai là nó mở cửa lên, nó gáp nó đi nữa. Rồi nó lên luôn rồi, không có cái cơ hội nào để mình mua được. Đó là cái vấn đề quan trọng của thị trường, thưa quý vị. Dạ đúng rồi, cảm ơn anh Vũ. Đúng là người ta gọi là thời thế tạo anh hùng. Đúng. Mà phải biết nắm lấy cái thời cơ thì người ta nói hay không bằng hơn. Mình biết nắm lấy cái thời cơ và quay vòng nó, biết làm sao để mình make the best out of it thì mình sẽ lúc nào mình cũng win. Và như anh Vũ cũng đã mới nói là quý vị nên nhớ là đây là thời điểm để mua. Bây giờ hiện tại lâu thì mình mua, và mai mốt nó chắc chắn là nó sẽ lên, đúng không anh? Nó retest lại cái tour leg rồi. Đây là cái leg lần thứ 3. Nó leg down lần thứ 3 chứ không phải lần đầu tiên. Cho nên hai cái leg down trước nó đã có được rồi. Cho nên cái leg down thứ 3 này nó lại cao hơn hai cái leg trước. Có nghĩa là nó create một cái uptrend rõ ràng. Cho nên quý vị chỉ đợi ngày mai ngày mốt thôi là tự động thị trường nó take off thôi. Đúng rồi. Quý vị bàng hoàng một chút xíu thôi, nhưng mà nên tỉnh giấc để mà nắm lấy thời cơ. Và câu hỏi thứ hai là như tuần trước anh có nói tới cổ phiếu Surgeon, thì theo anh đây là cổ phiếu nên để đầu tư hay là chỉ để trade? Cổ phiếu Surgeon nó là một cái cổ phiếu nằm trong cái sector tên là biotech, quý vị. Biotech là một sector rất là volatile. Even cổ phiếu lớn như là Amgen, Biogen, Surgeon, tất cả những cổ phiếu lớn như vậy đó, nó là bạc tỷ mà cái pipeline product của nó rất là nhiều, mà như vậy đi chăng nữa nó vẫn lên xuống rất là ghê gớm. Nó không phải đơn giản như vậy, chứ đừng có nói mà quý vị đầu tư vô một cái biotech company mà chỉ có một cái sản phẩm thôi, mà FDA nó không approve thì nó đi từ 50 đồng nó xuống còn có 50 cent thôi. Nó sử dụng như vậy, cho nên even như vậy mà nó cũng xét rất là cao. Và tôi nghĩ rằng Celgene, tất cả những bad news Celgene đã xong hết rồi, và Celgene technically đó quý vị, nó đã put a bottom really nice ngay cái chỗ 75 đến 78 đô. Tôi nghĩ rằng trong vòng 1 ngày hoặc là 2 ngày nữa, tức là hôm nay ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 hoặc thứ 6, nó sẽ bắt đầu nó pop và nó take out cái 80 đô. The next move của Celgene sẽ là 100 cho đến 110 đô. Và tôi nghĩ rằng đó là cái next move. Tất cả những quý vị nào hiện nay đang có position mà tôi đã put into your account. Quý vị có rất là nhiều account mà trade individual với cá nhân tôi. Position của Celgene tôi đã locate nó securely và chuẩn bị để mà nó pop. Quý vị lúc ban đầu thấy nó hơi sắc, nhưng mà không lo, khi mà nó make a move một cái đó, thì account quý vị nó sẽ double triple, cho nên quý vị đừng lo cái vấn đề đó. Mỗi ngày đều có những cái tài khoản mới mà individual đến với chúng tôi, mặc dù tôi khuyên quý vị rằng nó rất là hồi hộp, thì nó swing tới 15%, 20% trong cái account đó. Mặc dù tôi không có bao giờ encourage quý vị mở một cái account individual với tôi, tại vì nó thật sự ra là nó rất là shake rất là nhiều. Tôi thì không có thể nào diversify một cái 50.000 một cái account của quý vị bằng cách là mua 20-30 cái cổ phiếu khác nhau. Nó rất là tốn cái thời giờ để mà vô ra. Cho nên tôi rất là làm không được điều đó. Cho nên chúng tôi mới có cái NTRF fund để mà làm điều đó.
để mà cover cái phần mà fluctuation đó. Nhưng mà có rất là nhiều quý vị không thích cái đó, chỉ muốn mình có một cái tài khoản riêng tư thôi. Thì tôi cố gắng accommodate mỗi người được như thế nào thì tôi sẽ làm điều đó. Mặc dù thị trường nó set rất là nhiều, quý vị cũng rất là bị hồi hộp, cho nên quý vị cũng nên cam giữ lòng cho nó chắc chắn để mà chuẩn bị cho next move. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Vũ. Đúng rồi. Đó là còn quý vị còn đưa cho anh Vũ làm, chứ còn quý vị mà tự làm ở nhà hoặc tự trace hoặc là tự manage cái investment nó còn hồi hộp hơn nữa. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà đúng như là anh Vũ nói thì cái tài khoản riêng, cái account riêng của quý vị mà chỉ có 50.000 thì cái leverage nó không có được nhiều, cho nên cái swing nó rất là rộng, thì nhiều người họ can't take it. Còn cái NTOF Fund là cái quỹ đầu tư của NTV Financial Group mà chúng tôi đã tạo ra để cho mọi người ai cũng có thể tham gia. Thì cái đó mọi người với cái small initial investment lúc đầu thôi thì cũng có thể earn được một cái tiền lời nhiều hơn, và nó more secure, không có bị hồi hộp đau tim nhiều. Thì để cho Thùy Linh nhắc lại cái NTOF Fund của NTV Financial Group, hiện tại bây giờ vẫn là start out từ 5.000 đúng không anh? Dạ, đúng. Dạ, và cái potential interest rate là 35% tiền lời mỗi một năm, và quý vị không có bị lock in cái tiền đầu tư của mình, và cũng có thể là rút ra bất cứ lúc nào. Và cái NTF Fund thì càng ngày càng có nhiều người tham gia, tại vì không có một nơi nào mà quý vị đầu tư chứng khoán mà có thể được cái sự đảm bảo cũng như cái tiền lời cao và được một cái experience về trading giống như là của anh Vũ. Anh Vũ đã manage rất là nhiều và cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề trading, cho nên quý vị không có phải lo lắng. Lúc nhiều người lúc đầu cũng skeptical, nhưng mà bây giờ họ cũng đã bắt đầu tăng cái tiền vốn đầu tư của mình lên. Ví dụ như quý vị mới gửi lúc đầu là 5.000, và về sau từ quý 2, quý 3 quý vị muốn tăng lên vẫn có thể bỏ vô thêm tiền. Và khi quay lại sau phần break thì Thùy Linh sẽ hỏi anh Vũ về những update của NTV Financial Group nói chung, và cái riêng quỹ NTLF Fund của chúng tôi có những gì mới lạ hơn. Thì xin quý vị hãy giữ màn hình của Asian World Media, và chúng ta sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo của các nhà bảo trợ. Xin cảm ơn quý vị.